Nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải van có thể là chạy được trong phố theo cái nghị định mới ngày 1 tháng 7 năm 2020, trọng tải một chiếc xe tải van chỉ được dưới 950 kg, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc xe hoàn toàn mới của Đông Ben, trọng tải cũng hoàn toàn mới 930 kg, chiếc xe V2 tải van. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu đến tất cả mọi người một chiếc xe tải van Đông Ben V2 trọng tải 930 kg phiên bản 2020 hoàn toàn mới. Nó đáp ứng được cái nghị định mới của chính phủ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, đó chính là những chiếc xe mà trọng tải trên 950 kg thì nó được liệt vào xe tải và không đi được trong phố. Nhưng chiếc xe này thì hiện tại là nhà máy đã thay đổi từ trọng tải 950 kg xuống còn 930 kg. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc xe này để đi trong mọi ngõ ngách trong thành phố Hà Nội này. Đây, thì đây là một chiếc xe hoàn toàn mới bên mình đã dán đề can, đã thiết kế nhận diện thương hiệu cho khách hàng rồi. Một cái đơn vị họ làm về shipping. Đấy, cái xe này cũng còn nó được hạ tải xuống còn 930 kg và nó đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu hiện tại mà nhà nước đặt ra cho một chiếc xe tải van. Đây vẫn là một chiếc xe mà X30 phiên bản 2020 hoàn toàn mới, có một bộ máy mới, chất lượng gia công tốt hơn, cảm giác lái tốt hơn và có một màu sắc vô cùng bắt mắt, đó là màu vàng như thế này. Đây, chiếc BMW X30 này mình đã giới thiệu rất nhiều rồi. Chúng ta vẫn có một chiếc xe giống như các cái phiên bản về bên ngoài, các bạn sẽ thấy nó không khác gì so với phiên bản 2019. Nó vẫn có các cái chi tiết rất quen thuộc, cụm đèn pha bi xi lông này. Chúng ta có khe lấy gió của BMW này, chúng ta có tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Ở đây thì đời 2020 này chúng ta sẽ có một cái lớp vỏ tốt hơn, cứng hơn một chút. Và chúng ta có cái chất lượng máy cũng được nâng cấp cao hơn một chút so với đời 2019. Vẫn là cái bộ máy 1.5 công suất là 80kW ở 5.200 vòng quay trên 1 phút. Nhưng với cái công nghệ tiết kiệm nhiên liệu hơn và cái máy được cải thiện hơn so với đời 2019, khiến cho các bạn tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 6 lít cho 100km thôi. Đây, sàn này dày hơn 2 ly này, sàn này sẽ dày hơn gấp đôi so với phiên bản 2019, thì đó là một trong những đặc điểm của chiếc xe đời 2020 này. Ở đây thì khách hàng cũng không làm một số các option gì nhiều, vẫn để nguyên cơ bản của nhà sản xuất thôi. Thì là đây, cái đề can này là bên mình cũng dán và thiết kế nhận diện thương hiệu cho họ. Họ là một cái đơn vị shipping. Đây, một cái ngôn ngữ thiết kế nó rất là đẹp, shipping đấy. Các bạn nhìn đấy, các bạn những cái chiếc xe như này chạy ra ngoài đường thì chúng ta sẽ biết là họ làm gì và người ta sẽ có thể chủ động liên hệ khi mà họ cần. Ở đằng sau thì vẫn có những cái điểm rất quen thuộc, biển số được gắn đằng sau này. Chúng ta có cái đề can mình đã làm cho khách ở đây rồi, vẫn là logo X30 Đông Ben. Đằng sau cũng không cải, nó vẫn nguyên bản giống như các cái đời 2018 và 2019 thôi. Nếu anh em nào mà không làm trong nghề thì rất khó phân biệt. Rồi mình với các bạn vào trong cabin. Một chiếc xe Đông Ben X30 phiên bản 2020, về cái nội thất chúng ta sẽ không có cái gì cả. Một cái điểm đặc biệt là điều hòa của Đông Ben X30 đời 2020 này còn mát hơn rất nhiều so với đời 2019. Nó là một trong những phiên bản có điều hòa mát nhất trên tất cả các dòng xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Đấy, cái cabin này cũng là một trong những cabin đẹp nhất của tất cả các chiếc xe tải van. Chúng ta có đầy đủ các cái trang thiết bị cần thiết của các bác tài xế, là điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện, trợ lực lái điện, đây khóa điện, trợ lực lái điện, rồi radio FM, đèn trần, đủ hết mọi thứ, và không thiếu cái gì cả. Thông thường thì với một số các cái đơn vị khách hàng thì mình có thể khuyến mại cho khách hàng một bộ camera nổi, camera hành trình. Nhưng ở đây cái xe này thì mình để nguyên bản. Ghế thì có thể là bọc ghế da, nhưng mà tùy khách hàng yêu cầu là bên mình có lắp ghế da cho họ hay là để ghế nỉ. Thế rồi, mình mời các bạn xuống. Như vậy là trong năm 2020 này, nếu các bạn muốn sử dụng một chiếc xe tải van để lưu hành được trong phố, các bạn hiện tại đang có hai lựa chọn. Thứ nhất là Đông Ben X30 930 kg. Thứ hai là Suzuki tải van hai chỗ trọng tải là 580 kg. Nhưng với cái kích thước mà chở hàng và cái hiệu năng sử dụng thì đây là một trong những cái sản phẩm đi đầu, các bạn nên lựa chọn. Rồi nếu các bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.